afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại gây xa. Xếp ngay random cái map trường đua ngựa. Nói chung cái map này chơi gây xa cũng rất là tuyệt vời. Và cái khu vực mà gây khó khăn nhất của gây xa chắc là chỗ giữa map. Bởi vì xung quanh đấy rất là nhiều ván và những khu vực địa hình nó cũng khá là cao. Đồng thời là có thêm 3 cái lỗ để mà survival chui qua chui vô đó. Mọi người thấy mình thì hay gọi cái chỗ đấy là cái ụ hối. Mặc dù là nó có chả liên quan gì đến mối cả, nhưng mà nó cứ bồi đất lên nhìn cũng hay. Bây giờ là đi theo cảm tính, đi theo tiếng gọi của con tim, đúng không? Cái hầm giữa map. Không phải hầm ngay con ngựa chứ. Nói chung là cái bộ trang phục này cũng sắp được quay trở về. Và mọi người nếu mà có nhu cầu mua thì mọi người nhanh tay hốt bạc thôi, đúng không? Nếu mà có những cái bộ trang phục mọi người thích thì nhanh tay mua. Mai mốt thì sắp tới đây cũng sẽ chuẩn bị có skin của Wu Trang này, của bà cá, cũng như là skin Tết nữa, gần tới rồi. Tới đây chuẩn bị Tết nơi rồi, nên là chuẩn bị thôi. Giờ tháng 11 thì âm ở dưới là tháng 10, nên là chưa đầy 2 tháng nữa là mọi người chuẩn bị tách, đúng không? Trận đấu này có gác mộ nên là mình cũng không thích cho bạn này xuống hầm, nhưng mà thôi kệ đi. Xuống hầm cũng được. Hầm chỗ này nó sáng sủa quá trời. Đây là cái bộ trang phục Shiromoku. Đấy. Nhẽ ra là mình mang cái phụ kiện cầu mưa đi, nhưng mà thấy nó dùng nhiều quá chán nên là thôi đổi gió. Gồng lên là ăn hít, đúng không? Rồi trèo lên đây là cũng hơi mệt à. Đi lên đi xuống là cũng khó à. Xong, không được. Xong. Rất là nhanh. Thật sự cái đống rơm này mà đi lên cũng không ổn đâu nha. Tại vì là nó rất là dễ cho Hunter bắt hướng. Bởi vì nếu các bạn đi lên các bạn nhảy xuống ấy, thì cũng sẽ bị free hit chẳng hạn. Hoặc là Hunter sẽ đi đường vòng. Còn không thì nếu mà nhảy cửa sổ thì Hunter nó sẽ đứng ở dưới cầu thang, nó lùa mình như lùa gà vậy đó. Nên là nhiều khi cái chỗ đó đi cũng không được an toàn lắm. Ôi, sao mà cứu được cô? Chạy nhanh lên. Bên kia đã cứu xong gác mộ rồi. Thôi mình sang kia bắt gác mộ luôn. Ôi giời ơi, bướm thấy mặt rõ ràng luôn, nhưng mà để đát ở giữa đường cái này. Bớt ảo tưởng đi má, xem TikTok vừa thôi. Đấy, đánh mới sợ đúng không? Cái skin này hình như là nằm trong logic pass thì phải. Búa vào đầu. Đối với những nhân vật Hunter mà kiểu cơ động như cái xa thì đi ở những cái khu vực đường như thế này chắc chắn rất là nguy hiểm. Thứ hai là nhân vật stupid đó. Hơn một tuần nay là mình đang ôm một cái báo cáo về nghiên cứu ứng dụng khoa học trong sư phạm. Và sáng nay thì đi in chuyển phát nhanh. Mà tôi nói thật mọi người luôn, cái câu chuyện ở giữa cái đường bưu điện nói chung là tôi kể mọi người cũng tỷ năm rồi đúng không? Nên ok. Ui sao đánh rõ ràng là tung hit ra rồi mà đánh vẫn không được. Đã ảo. Nó có sách rồi. Ghê đó. Mấy khứa này bữa nay nó khó chịu dã man. Không đập là không được. Bực phết nhờ. Khỏi phá bán luôn này. Làm sao mà còn một chút thì tương lai để mà trông chờ. Ui, nó còn lên ngựa nữa. Em sẽ lên cùng nè. Đứng lại. Star. Em càng nói em càng sai. Ố, nó đi tiếp được à? Mình cứ tưởng là mình chặn đầu là con ngựa nó tự rớt chứ.
ít chơi cái chỗ này cũng ít hiểu. Sao? Stop. Em xin lỗi, em càng sai. Em xin lỗi anh đi. Ôi hết pin. Trời ơi, vừa mới chơi được một trận buổi chiều trong ngày luôn ấy. Hôm nay em tính là đi chơi. Tự nhiên nghe đang đi nửa đường rồi ấy, thì ngân hàng báo. Mọi người biết ngân hàng mà báo thì chắc chắn là có chỉ có tiền thôi đúng không? Tiền. Nên là phải quay về gấp. Trời ơi. Khổ vậy đó mọi người. Nghe nói bạn lên ghế lần cuối đúng không? Ghét con bướm kia ghế. Tự nhiên nó ở giữa giữa đường, mình sợ ném bướm là mình sẽ đát dơ. Ok, đánh cũng trúng. Tôi là tôi có thù với cái bà bưu điện ở chỗ tôi. Cái thời xưa là, nói thật mọi người là nhận cái hỏi cái mã zip code ở chỗ mình. Để mới mốt mình còn liên lạc, mình còn nhận thư, nhận từ, nhận hàng hóa của Google AdSense. Cái mọi người biết sao, cứ ghi địa chỉ chỗ này là kiểu gì nó cũng tới. Mà tôi nói chứ cái chỗ zip code đấy là người ta đánh với cái dấu sao, là cái dấu bắt buộc viết vào. Mọi bạn nào mà điền form khảo sát thì thường là mọi người sẽ thấy cứ khăng khăng không cho là không cho. Bực mình, rất là bực mình luôn ấy. Kiểu sao ấy, mình đi ra 2-3 lần nhưng mà họ bà vẫn không cho. Đến khi mà bực mình quá rồi mới phải nhờ Snow nhận dùm là nhơn đó. Sau này hôm nay em vẫn phải ra để em gửi cái bài báo cáo của em lên. Thì em cũng vừa nè, canh ván. Thì em nói là cô ơi, cô cho cháu gửi cái tài liệu này ra ngoài Hà Nội. Ừ thì không, thà không ừ nha. Gật đầu. Gật đầu xong biết sao, ngồi nghe điện thoại má. Ủa là sao má? Ủa là sao vẫn chưa hiểu khúc này nha. Ngồi nghe điện thoại không giải quyết việc cho mình. Xong cái mình chờ khoảng 1 phút rồi mình cũng kiểu không nghe hả ta. Nhưng mà rõ ràng là có gật đầu. Thì thôi, bảo cô ơi, cô cho cháu gửi cái tài liệu. Mình nói lần hai. Ừ, đợi chút, đợi chút. Rồi vẫn ngồi nói mát, ngồi mói cả tiếng hồ. Nói nửa tiếng thì điêu, nhưng mà nói khoảng chừng thêm phút nữa. Trời ơi, trăm công ngàn việc chứ phải đứng ngồi chờ nghe điện thoại đâu má. Mà đơn giản là chỉ hỏi cái mã zip code để nè, hết tự hiêu. Cái máy bên khu chủ ngựa rung kìa, mình đi sang luôn. Đi thôi. Đâu rồi? Cô gái. Cô gái say xỉn. Rồi. Bà này không biết không thuộc map rồi, cái khu vực trong chuồng ngựa là có hai cửa sổ và hai cái ván chẳng. Sao đánh hụt đấy nhỉ? Bực á. Cứ tưởng hit đấy mà hụt nữa, thôi ấn đầu hàng thì cho sự vô hòa luôn. Chào bà. Bà có phải là cái người mà đăng cái start này không? Bạn lớn rồi bạn chứ phải con nít đâu. Tại sao? Hả? Hả mày? Trời ơi, gây xa cái hitbox đã ngắn rồi. Thôi đừng có đi vòng vòng nữa, rất là đau đầu. Chung quy là ngày hôm nay sau khi mà nộp cái bài xong, gặp lại cố nhân thì cảm giác hơi bị sốc. Bởi vì cô ấy bao nhiêu năm nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Và mọi người đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ làm thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với đi rank với Spawn ở chỗ đó. Chắc chắn là giáo sư nó khu vực nhà nhỏ. Mình dùng bướm mình bay qua luôn. Trời ơi, nói chung là công việc mà mọi người, nhiều khi mình phải có một cái sự trách nhiệm đó. Nghe điện thoại bấm thì bực tức cực mình. Xong rồi hỏi mã zip code. Ủa, cái mã zip code đó nó chỉ có 6 số thôi. Và mỗi khu vực nó sẽ có một cái mã số riêng. Mà khổ, mọi người biết sao, mọi người hay nói mình là sao không lên Google mà kiếm. Thì như vậy. Ở đây, núp đây đúng không? Ơ, nó gồng gai rồi. Thì như vậy nè, cái mã zip code ấy là nó thuộc cái dạng là
web thì này thì số này, web này số kia, nên thật sự cũng không có biết. Ôi, hú rồi. Mình cũng không biết có biết chắc chắn là cái số nào mới là đúng. Nên là cũng chả biết đâu mà mò, thật sự, nói thật sự mọi người luôn. Thì bây giờ phải bắt buộc phải ra bưu điện rồi. Mà khổ cái ra nói là cứ ghi địa chỉ ở đây là kiểu gì nó cũng tới. Ủa, tất nhiên là nó sẽ tới, nhưng mà như thế nào thôi. Khổ cái là cái zip code đấy là cái số bắt buộc mình phải điền vào cái form thì người ta mới gửi tới cho mình. Khổ vậy đó. Không cho là không cho mà. Sau này mọi người chắc là mọi người cũng có ra bưu điện rồi đúng không? Mọi người nhiều khi mọi người cũng sẽ gặp kiểu ABC ghi Z giống mình. Hoặc là em ra một cái ngân hàng tên A. Khổ cái là em cần cái khu quầy làm việc Western Union. Thì khổ cái là em ra ngân hàng này thì em thấy là cái cổng nó có cái chữ đó, cái bảng to đùng luôn, là biết là cái khu ngân hàng này là chắc chắn là sẽ có cái chỗ này thì đầu rồi. Biết chắc chắn là cái chỗ này nó sẽ có cái quầy giao dịch đó rồi. Đi vào hỏi cái chị kia: chị ơi, cho em hỏi, em muốn làm cái tài khoản Western Union, em muốn giao dịch ở chỗ đó. Western Union là cái gì em? Ủa là sao trời? Ủa là sao má? Ngay trước cái ngân hàng có cái biển to chà bá. Nhưng mình đành lòng. Trời ơi, body block ghê vậy. Hết gai chưa? Gồng lên. Rồi xong. Ôi hay nhờ. Ố. Vậy đi. Một là ăn ván, hai là ăn hit. Thật sự mình cũng không hiểu luôn á. Không hiểu. Không muốn hiểu. Nhưng mà chung quy lại thì chỗ này không làm thì chỗ kia làm thôi, cũng không có gì cả. Để mình cho lính thuê xuống hầm luôn. Rồi, xuống hầm nha. Nói chung là gây xa dễ chơi mọi người, nhưng mà nói chung là mọi người đã ném bướm, mọi người đừng có để cho tụi nó nhặt bướm. Tại vì khi mà tụi nó nhặt được bướm, tụi nó sẽ chủ động được anti-dap của mình. Wow. Đúng là cái hầm đầy sự yêu thương mà. Yo. Hey. Yo. Hey. Hey. Quá đã ăn luôn. Ngày xưa ấy, là lính thuê chỉ cần ăn một hit là nó cao chạy xa bay rồi. Còn bây giờ lính thuê này mọi người, từ cái hầm mà chạy ra đây này, khoảng cách rất là ngắn luôn. Nếu như mà lính thuê của ngày xưa là khéo chạy còn kịp ra cả mộ, cả cái khu tượng cơ. Bây giờ là của quá khứ rồi. Và trận đấu này mình mang 3-6 với một điểm chống hầm choáng. Gây xa chắc chắn là phải mang chống hầm choáng rồi. Như ở dạng quỷ thì nó sẽ đi chậm hơn dạng người đấy. Và nhiều khi đã chậm rồi còn thêm stun thì phiền đúng không? Ôi giời, tàn đời. Không biết chỗ nào ấy, để mình nhìn từ xa xem. Đâu rồi? Đây rồi, tâm lý học ở đây rồi. Đào vàng hết tự trị thương. Em vừa mới phải mua cho hai cục cưng của em là 10 bịch pate mèo. Với một bịch hạt. Công nhận cái con mèo nhà mình ấy, mèo ta nha, nhưng mà nó ăn hạt vô cái lông nó mướt thật sự ấy, béo ra ấy. Mà bữa nay nó có cái con mèo con, nó like anh thôi, nhưng mà có con mèo đấy đâm ra là nó cũng chán, không muốn đi tìm bạn đời nữa. Nhưng cảm giác cũng an toàn. Nó có kiểu nó có con rồi đấy. Ừ, nhưng mà này phải con đâu, con ất con ơ nào bế về ấy. Đâm ra cho nó ăn hạt cùng, hai đứa cùng ăn với nhau. Giờ người mút máp xong rồi lông lá đùng tươi rói rói. Tôi tưởng là rau xanh, rau siêu sạch vậy đó. Yeah, thắng trận ranh rồi. Nói chung là cũng nuôi thú cưng tốn tiền ghê. Thôi kệ, miễn sao đẹp là được. Với cả mình cảm thấy hạnh phúc thì ở cạnh nó là ok đúng không? Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn là mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và ăn cơm thật ngon miệng nha mọi người. Bye bye.